Hello, em xin chào tất cả các bác nhé. Lại làm đây, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Bếp Ga Nhật Bãi Hồng Đinh của em ngày hôm nay các bác nhé. Kênh bên em chuyên về hàng Bếp Ga Nhật Bãi, hàng tuyển chọn bao các bác, chất lượng đạt trên 90% và đều bảo hành các bác 2 năm. Từ hàng bình dân như thế này đến hàng VIP, hàng cao cấp như thế kia thì bên em cũng đều bảo hành 2 năm hết cho các bác để các bác yên tâm sử dụng nhé. Và cam kết với các bác là chất lượng đạt 90% và đều bảo hành 2 năm như bếp mới. Tất cả các bếp bên em bán ra từ bình dân đến dòng VIP đều bảo hành các bác 2 năm hết, không kể VIP đâu. Bên em bán theo chất lượng chứ không bán theo hàng VIP hay là hàng bình dân đâu. Đấy. Nên là từ hãng bình dân như này đến VIP cao cấp như kia, hay là chiếc bếp âm siêu VIP của hãng Rina, cao cấp nhất ở hãng Rina kia là bên em mới về nhá. Còn hai chiếc này thì bên em đã có video. Đấy. Khoảng 2-3 hôm trước thì bên em có xả bếp kính thì hết sạch rồi, còn có hai chiếc thôi. Các bác nào mà theo dõi kênh bên em nhiều ấy thì các bác biết là khoảng 4-5 hôm trước thì các dòng mặt kính phun chức năng dòng VIP dòng cao cấp rất là nhiều. Tuy nhiên hôm nay còn đúng hai chiếc bếp dương mặt kính của Rina các bác nhá, một chiếc màu đỏ mận và một chiếc màu vàng. Còn chiếc bếp âm này bên em mới về. Bếp âm này về VIP dòng VIP cao cấp nhất của Rina các bác nhá, đời 2020. Chiếc bếp âm mới về thì chưa có kịp lên video cho và báo giá cho các bác đâu. Tuy nhiên là các bác nào mà ưng, thấy mà ưng thì alo trực tiếp, đang có nhu cầu cần ý, thì alo trực tiếp cho bên em. Rất phù hợp các bác nào về nhà mới vì bếp nó không khác gì bếp mới các bác nhé, nguyên zin luôn, không khác gì bếp mới. Rất phù hợp cho các bác nào về nhà mới thì sử dụng chiếc đấy thì quá hợp và ok luôn đấy. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp số điện thoại Zalo 0396484995. Còn hai chiếc này thì bên em sẽ còn và vẫn đang trong quá trình xả và sẽ có giá tốt nhất cho các bác. Thì các bác nào mà ưng thì cứ alo trực tiếp số trên thì bên em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác. Hai chiếc này bên em đã có video rồi nhé, vẫn đang trong quá trình. Và hôm nay thì trên video này em sẽ xả các bác gồm 5 mẫu sản phẩm bếp ga của Paloma, mặt men nút nhấn hết các bác nhé. Đời sản xuất thì đều từ 17, 18, 19 các bác nhé. Đấy, 3 năm 17, 18, 19 và gồm 4 mẫu màu ghi lông chuột đen và một mẫu màu cà phê. Các mẫu màu ghi lông chuột đen kia là các mẫu chủ đạo, màu chủ đạo của hãng Paloma rồi. Còn mẫu này thì là cái phiên bản này ít các bác nhá. Cái màu này thì ít này, màu cà phê sữa này thì ít. Đấy, và giờ thì em sẽ quay các bác chi tiết mã số 1. Đấy. Mã số 1 này thì nó có xuất sắc một chút các bác nhá. Đấy. Mã số 1 này nó có xuất sắc một chút này. Các bác nhìn trên video các bác sẽ thấy nhá. Đấy. Thì trên video này thì em để nên giá nên là không quay cận cảnh cho các bác nhiều. Đấy. Các bác cứ xem video cố gắng lấy thật nét cho các bác để các bác lựa chọn. Đấy. Thành bên phải này thì ít xước, không có xước này. Có cái xước nhỏ ở đây thôi. Đấy. Bếp sản xuất 2017, series là 900216 các bác nhé. Đấy. Trên khai pin còn tem nữa các bác nhé. Các bác cứ nôi ra đối chiếu tem này với tem này giống nhau là được. Đấy. Khay ra nữa cái dầu inox này. Đấy, mới leng keng. Lò nướng. Lò nướng mới keng các bác nhá, sáng đẹp gầm bếp. Đấy, sau khi các bác chốt bếp thì bên em sẽ bao lưới chống chuột miễn phí ở gầm bếp này. Đấy. Còn khi lên video ở bên em chưa bao lưới, bao lưới vào thì các bác xem video lại không nhìn thấy gì. Đấy. Một cà phê sữa. Chiếc này là một phiên bản màu nó ít nên là nó có thêm các chức năng như là đặt nhiệt độ nấu 180 này, nấu cháo, nấu súp này, nút bật S này. Đấy. Tuy nhiên là những cái nút này thì nói thật với các bác là cũng ít khi sử dụng đến. Đấy. Tư vấn cho các bác chính xác luôn, mấy cái nút đấy ít khi sử dụng đến, mặt men các bác nhé. Họng bếp đẹp nhé. Đấy. Mặt men thì duy nhất có vết chảy chút đây này các bác này. Duy nhất có vết chảy chút trên kiềng đây nhé. Nội thất bếp đây các bạn này. Nội thất bếp thì leng keng rồi. Đấy. Họng bếp mới keng các bạn nhé. Nhìn các bạn nhìn này. Đấy. Mới từng con ốc luôn. Chiếc này chỉ có là cái xước sát một chút thôi các bác nhé. Chứ còn chất lượng thì cũng không khác gì những chiếc khác.
Và em sẽ test chức năng an toàn của chiếc này cho các bác coi. Các bác lưu ý nhé, khi chúng ta mới cắm ga vào thì chúng ta bật vài lần để nó xả hết cái ga trong đường ống ra nhé, thì lúc đấy thì nó mới đến khí ga. Còn khi nó đến khí ga rồi thì chúng ta bật cái nào thì nó sẽ cháy cái đấy. Đấy. Rồi giờ sẽ test chức năng an toàn của mã số 1 cho các bác coi. Đối với tất cả các dòng bếp ga Nhật từ bình dân như thế này, đây là dòng mặt men bình dân các bác nhé, đấy, đến dòng VIP mặt kính phun chức năng cao cấp hay bếp âm như kia thì nó đều bắt buộc phải có các chức năng an toàn. Đó là các chức năng khi mà chúng ta đun nấu mà chúng ta quên không tắt bếp thì bếp nó đều phải tự động khóa ga tắt bếp cho chúng ta để chống cháy nồi, chống hỏa hoạn cho chúng ta các bác nhé. Bất cứ một con bếp nào đều phải có. Còn đối với các dòng VIP dòng cao cấp thì ngoài các chức năng an toàn ra thì nó còn các chức năng như hẹn giờ nấu, hẹn giờ nướng tự tắt ấy, thì nó ở các dòng bếp kính phun chức năng nhé. Đấy. Còn các dòng mặt men bình dân như thế này thì nó phù hợp tiêu chí cho các bác nào với ba tiêu chí, đó là an toàn, tiết kiệm ga. Còn độ bền thì bên em bao cam kết các bác chất lượng độ bền đạt tầm 90 đến trên 90% tùy chiếc. Và độ bền thì bên em đều bảo hành các bác 2 năm như bếp mới hết để các bác yên tâm sử dụng. Đấy. Và bên em vẫn là ship hàng toàn quốc cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Mã số 1 cho các bác nhé. Hiện tại em đang test chức năng an toàn của mã số 1, đó là chức năng chống cháy nồi. Khi mà chúng ta đun nấu mà quên không tắt bếp thì bếp sẽ phải tự động khóa ga tắt bếp cho chúng ta để chống cháy nồi các bác nhé. Đối với chức năng này nó hoạt động như nào thì ở mã số 1 này em sẽ giới thiệu và nói chi tiết cho các bác để các bác hiểu nhé. Đối với chức năng này nó hoạt động khi mà chúng ta đun nấu mà quên không tắt bếp thì lúc đó nồi nó sẽ cạn nước. Và khi nồi cạn nước thì độ đáy nồi nó đạt đến 200 độ C thì lúc đó bếp nó sẽ tự động giảm nhỏ nửa như này. Thì các bác thấy là bếp đã tự động giảm nhỏ nửa này. Thì lúc này chúng ta có tăng giảm ga bếp cũng không có tác dụng nữa, không tăng giảm ga được nữa. Đấy. Và khi mà nhiệt độ đáy nồi nó vượt quá 200 độ C thì lúc đấy bếp nó mới tự động khóa ga tắt bếp để chống cháy nồi, chống hỏa hoạn cho chúng ta, chứ không phải là bếp nó vừa cạn nước cái mà nó khóa ga tắt bếp ngay đâu. Nếu như vừa cạn nước cái thì chúng ta lại không chiên, không xào, không rang đồ khô được. Nên là các bác cũng phải hiểu rõ chức năng này nó hoạt động như nào giúp em nhé. Còn khi mà chúng ta test ấy, nồi nó không có thực phẩm nó sẽ rất là lâu. Vì cái mức nhiệt 200 độ C nó không phải là mức nhiệt thấp các bạn, nó là mức nhiệt cao. Đấy. Nên là khi chúng ta test cái nồi nó không có thực phẩm nó sẽ rất là lâu. Còn khi mà chúng ta test nồi có thực phẩm thì nó sẽ rất là nhanh. Vì nhiệt nó được hội tụ trong thực phẩm thì lúc đó nó sẽ nhanh. Đấy. Nên các bác hiểu rõ giúp em nhé. Các bác vừa thấy một cái đốm đỏ này. Đây cái đốm đỏ kìa. Thì nó là cái giọt nước nhé. À, bên em vừa test dọn xong thì giọt nước nó còn ở tí bám ở đấy thì nó phập phù đỏ đấy. Đấy, các bác thấy cả hai bếp lúc này nó đều đã tự động khóa ga tắt bếp ngang với nhau nhé. Đấy. Đối với chức năng này nó cứ nhiệt độ cứ vượt đáy nồi nó cứ vượt quá 200 độ C thì nó sẽ tự động khóa ga tắt bếp thôi, và khi tắt bếp thì nó sẽ báo hiển thị đèn nhấp nháy như này. Đấy. Thì lúc này chúng ta tắt bếp đi thì nó sẽ hết báo nhé. Đấy. Còn em test trên video này em test nồi inox các bác nhé. Đấy, nồi không nước này, em test cả nghìn con bếp đối với cái nồi này rồi nhé. Và các bác nhìn này, cái đáy nồi của em nó dày khoảng 1 phân. Đấy, nó dày khoảng 1 phân mà đường kính nồi rất là nhỏ, khoảng 15cm thôi. Đấy. Mục đích là để nó hội tụ nhiệt nhanh, nó thay cho thực phẩm để chúng ta xem video đỡ phải chờ đợi lâu. Còn khi mà các bác test nồi to, chảo to mà nó không có thực phẩm, hơn nữa lại ở trong cái điều kiện môi trường nó có gió thì nó sẽ rất là lâu khóa ga tắt bếp các bác nhé. Còn khi nồi nó có thực phẩm nó mới nhanh. Đấy, nên là các bác hiểu rõ cho giúp em. Đây, các bác nhìn nửa này, và tất cả test nửa cho các bác nhé. Tất cả bếp bên em bán ra thì đều bao cam kết với các bác là nửa xanh, tiết kiệm khoảng 20-30% lượng ga so với các bếp nội bếp tàu các bác đang dùng. Đấy. Lại này nó có một đốm đỏ ở cái chỗ bếp này, đó là đốm nước các bác nhé. Nó chưa khô. Đấy, còn rất nhiều khách hàng đã và đang sử dụng bếp bên em thì khách hàng quen ấy, người ta mua 1-2 chiếc cho người nhà, người thân ấy.
Chứ còn các bác mà mua một chiếc này thì các bác dùng chả biết đến khi nào mà nó hỏng mà các bác mua được chiếc thứ hai nữa. Nên là chỉ có những khách mà mua cho người nhà người thân thôi thì người ta có phản hồi là bếp có thể tiết kiệm rôi được một tháng đến hơn một tháng tiền ga các bác nhé. Đấy. À, cái đốm này nó vẫn còn này các bác này. Em sẽ làm cho nó hết. Làm cho nó hết đi các bác nhé. Dỗ dỗ cho nó cái đập đất cái phần nó hết đi. Đấy, hết rồi các bác nhé. Hàng bên em thì không kịp hàng, cứ nên cái nào là vệ sinh xong, cái nào nên đi giao xong là các bác chốt là lại ship luôn. Nên là nhiều khi vệ sinh xong là nó còn nguyên nước, chưa kịp khô nước thì đã nên đi giao cho các bác rồi. Giờ em test thêm một chức năng an toàn nữa cho các bác coi nhé. Đối với chức năng an toàn này là chức năng chống rò rỉ ga. Khi mà chúng ta đun nấu mà gió thổi tắt bất ngờ hoặc nước trào vào tắt nửa thì bếp nó cũng sẽ phải tự động khóa ga để chống rò rỉ ga ra môi trường nhé. Và đối với chức năng này nó hoạt động dựa trên yếu tố thời gian. Sau khi mà lửa bị tắt khoảng 10 đến 15 giây thì bếp nó sẽ phải tự động khóa ga. Đấy. Sau khi lửa tắt cứ mặc định khoảng 10 đến 15 giây nó mới khóa ga các bác nhé, chứ không phải là lửa tắt cái nó khóa ga ngay đâu. Đấy. Còn đối với chức năng chống cháy nồi nó dựa trên yếu tố là mức nhiệt cao trên 200 độ C nó mới khóa. Các bác hiểu rõ giúp em. Còn tất cả các bếp bên em bán ra thì đều test bao các bác rất là cẩn thận và bảo hành chức năng cũng như bảo hành bếp 2 năm cho các bác. Đấy, các bác thấy là đèn đang báo nhấp nháy này, lúc này nó khóa ga, vừa có tiếng còi rít lên đấy thì nó cũng đã khóa ga nhé, test nửa các bác ấy. Hoàn toàn không có ga các bác nhé, bếp vẫn đang ở trạng thái bật này, lúc này tắt bếp đi thì đèn này nó mới hết báo nhé. Đấy. Ok, và bây giờ sẽ giới thiệu kỹ cho các bác hai chức năng này nó hoạt động như thế nào, nó dựa trên yếu tố nào. Thì hai chức năng này nó hoạt động dựa trên yếu tố hai con cảm biến, mỗi chức năng nó có một con cảm biến đấy, và mỗi con họ cảm biến nó sẽ phục vụ cho cái chức năng an toàn đấy. Thì trên bếp này bất cứ một con bếp nào Nhật thì nó đều có hai chức năng an toàn, đó là chức năng quá nhiệt này. Quá nhiệt nó hoạt động dựa trên yếu tố là con cảm biến nhiệt này nó luôn áp sát vào mặt đáy nồi đây. Đấy, các bạn nhìn này, luôn áp sát mặt đáy nồi để đo nhiệt độ đáy nồi nhá. Nhiệt độ đáy nồi đạt bao nhiêu là nó gửi tín hiệu về con CPU để báo, con CPU báo để con CPU ra lệnh cho van điện từ ở dưới nút này, dưới nút này, dưới cái nút nhấn này nó có con van điện từ. Đấy, khi mà kể cả nút này ở trạng thái bật, con van điện từ khóa thì ga nó cũng không ra được, nên là bếp nữa sẽ không thể cháy được. Đấy. Nên là tất cả các chức năng an toàn khóa thì nó dựa trên hệ thống con van điện từ ở đây. Đấy, và con cảm biến nhiệt này nó sẽ theo dõi nhiệt độ đáy nồi để báo về hệ thống xử lý nhá. Đấy, đó là chức năng chống cháy nồi, nó hoạt động dựa trên con cảm biến nhiệt. Còn chức năng chống rò rỉ ga, đây các bác nhìn này, ở đây nó có một cái cọc đồng ngay đầu bếp đốt này này. Khi mà bếp ở trạng thái bật mà con cảm biến đồng này nó không nhận thấy nhiệt, không nhận thấy tín hiệu ngọn lửa ở đây. Đấy, không nhận thấy nhiệt ở đây đấy. Thì ngay lập tức là con cảm biến đồng này nó cũng gửi tín hiệu về con CPU để khóa coi con van điện từ ở đây. Đấy. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên là nó là cả một cái, khi dỡ một con bếp ra nó cả một cái bầu trời công nghệ. Nó chỉ hoạt động dựa trên hai con cảm biến thôi, nhưng mà ở trong bếp nó là cả một bầu trời công nghệ ở trong đấy đấy các bạn, không đơn giản đâu. Vì sao mà những bếp Việt Nam mà không thể sử dụng những cái cảm biến an toàn này? Vì là giá thành nó rất là cao, giá thành nó cao nên người ta không đưa cái chức năng an toàn này vào những cái chiếc bếp nội địa ở mình. Đấy, nó là vấn đề đấy các bác nhá. Còn trên chiếc bếp này nó có thêm một chức năng đấy, đó là đặt nhiệt độ 180 độ C này, ủ súp với này, nấu cháo này, nút bật ép kích nhiệt này, ấn và giữ khi nào đèn sáng thả tay ra này. Đấy. Mặc dù vậy nhưng mà ba nút này thật sự là với bác là cũng ít khi sử dụng đấy. Đấy. Chia sẻ thẳng cho các bác. Rồi, mã số 1 này thì em vừa chia sẻ và vừa giới thiệu hướng dẫn các bác rất là tỉ mỉ mã số 1 nhé, để các bác hiểu được chức năng hoạt an toàn nó hoạt động như thế nào. Đấy. Còn các mã số 2, số 3, số 4, số 5 về sau thì em sẽ chỉ test nửa cho các bác coi thôi. Chứ còn test tất cả các chức năng trên video, trực tiếp trên video hết các chức năng thì nó rất là lâu,
nên là em không thể test được các bác nhé. Đấy. Mã số 1 này. Mã số 1 này xả cho các bác là bình thường là giá nó màu này nó rất là cao, xả các bác là 2.5 bao ship nhé, mã số 1. Giá 2.5 bao ship. Bảo hành 2 năm các bác nhá. Đấy. Bao chất lượng, còn sức sát chiếc mã số 1 này thì nó có một chút sức sát. Đấy, còn các mã sau thì nó ít sức sát hơn. Tuy nhiên là những cái mã số 1 này thì rất là ít các bác nhá, màu này rất là ít luôn. Mã số 3 các bác này. Đấy, quay các bác chi tiết lục ngoại thất trước này. Mã số 3 này cũng đen căng luôn. Đấy. Duy nhất trên 5 chiếc ngày hôm nay, trên 5 chiếc video ngày hôm nay thì có duy nhất mã số 1 này nó xuất sát nhiều một chút thôi. Tuy nhiên là rất là tiếc, mã số 1 là cái bản màu rất là hiếm, rất là ít ý. Hiếm thì nó không phải hiếm nhưng nó rất là ít. Nên là bình thường nếu mà nó không sức nhiều thì giá nó sẽ rất là cao với các mẫu như thế. Còn các màu ghi nông chuột như này, này là bản phổ thông, thông dụng rất là nhiều. Đấy, mã số 3 các bác nhá, sản xuất tháng 9 năm 2017, series 900297. Đấy. Có mã QR các bác check này. Chiếc này cũng đẹp đen keng nhá, thành vách chỉ có chấm xước một tí bằng cái đầu hạt gạo thôi. Mặt trước đen keng nhé, thành bên trái này có sức nhỏ một tí coi nhé, thành sau sức chút đây, mặt men nó khá là đẹp rồi. Khai ra nước hướng dầu inox các bạn này. Đấy. Lò nướng á, lò nướng sáng đẹp nhanh keng luôn, gầm bếp sáng đẹp nguyên zin các bác nhé. Đấy, sau khi các bác chốt bếp bên em sẽ bao lưới chống chuột miễn phí gầm bếp này. Khi lên video thì bên em chưa có bao lưới, nên video mà bao lưới vào thì quay video các bác không nhìn thấy gì. Chiếc này có một vết chấm chảy một tí, tí tẹo là teo ở đây các bác nhé. Đấy, chân kiểu một tí. Đấy. Họng bếp đốt mới keng này các bác này. Đấy. Họng bếp đốt mới keng. Mặt men đẹp đấy các bác, chứ không phải xấu đâu. Những chiếc hàng bãi, hàng tuyển chọn như này thì bên em cũng tuyển chọn rất là kỹ. Đấy, nội thất bếp đây. Các bác xem nội thất trên video trong 5 chiếc ngày hôm nay thì nói chung là chiếc nào nó như chiếc nào thôi. Hàng bên em tuyển chọn vào nên là các bác cứ nhìn đấy, các bác đánh giá xem hết video các bác sẽ đánh giá được chất lượng. Nó xem nhau ấy mà, 1 9 1 10. Còn lại là những chiếc nào nó xuất sắc cả về ngoại thất nữa thì giá nó hơn 1 200 so với những chiếc mà nó xuất sắc nhiều hơn. Chứ còn nội thất chất lượng bếp như thế này là quá tuyệt vời rồi các bạn. Đấy, sáng đẹp long lanh. Sách hướng dẫn nhà sản xuất. Hàng bãi nướt mà các bác mua với giá chưa đến một nửa so với giá những chiếc bếp như thế này, các bác mua giá chưa bằng một nửa so với giá hàng mới. Mà bên em vẫn bảo hành các bác như bếp mới cho các bác. Đấy, những chiếc như thế này thì các bác cứ tham khảo. Các bác cứ tìm bếp mới, Paloma mặt men nút nhấn bếp mới. Thì có một vài shop họ cũng bán bếp mới đấy các bác ạ. Thì các bác có check giá bếp mới là các bác sẽ thấy những chiếc bếp như này giá bếp mới nó không dưới 7 triệu đâu. Không dưới 7 triệu đâu. Các bác cứ tìm trên YouTube là Paloma mặt men nút nhấn bếp mới ở đấy, bếp Nhật. Bếp ga Nhật Paloma mặt men nút nhấn bếp mới và đấy là nó sẽ hiển thị một vài shop người ta bán đấy mà. Nên là các bác rất nhanh, các bác có thể check được giá nó như thế nào, hàng mới. Còn bên em thì chuyên chỉ có tuyển chọn hàng chất lượng thôi. Chứ còn xấu nát quá thì bên em không dám làm.
nói chung là không muốn làm những hàng đấy. Rồi em sẽ test nửa chiếc mã số 3 này cho các bác coi. Đấy, cứ cắm ra và các bác bật bếp 1-2 lần nó xả hết cái oxy trong đường ống ra thì lúc đấy nó mới đến khí ga thì nó mới cháy các bác nhé. Đấy, các bác thấy lửa cháy rất là khỏe nhé, xanh nhé. Nó thổi phù phù luôn, nghe các bác nghe kỹ để nó có tiếng oxy hút xì xì. Đấy. Này còn không tiết kiệm ga nữa, tiết kiệm gì? Quay qua các bác bếp nướng này. Đấy, lửa xanh. Có nhìn lên lửa không? Khi em nghiêng bên như thế này thì nó sẽ bị dao động ga nên là nó không thể ổn định được các bác nhé. Đấy, mã số 3. Mã số 3 sản xuất 2017 các bác nhé, tháng 9 2017. Mã này em đang bán giá 2.6 triệu các bác nhé. Mã số 3 sản xuất 2017 giá 2.6 triệu bao ship bảo hành 2 năm. Đấy, giá trên đã bao gồm cả phí vận chuyển, phí ship cho các bác. Các bác xem video mà ưng mã nào thì cứ alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại Zalo là 0396484995. Các bác báo mã cho bên em là bên em ship hàng cho các bác. Đấy, chuẩn mã là được,